Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, Honoré de Balzac sinh ngày 20 tháng 5 năm 1799 tại Tours, Pháp và mất ngày 18 tháng 8 năm 1850. Ông là nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ 19, là bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực. Cuộc đời ông là sự thất bại toàn diện trong sáng tác và kinh doanh. Đó là tổng kết chung về thời thanh niên của Balzac từ khi vào đời cho đến năm 1828. Hai lần ứng cử vào Viện Hàn Lâm Pháp đều thất bại. Ông chỉ thật sự được văn đàn Pháp công nhận sau khi mất. Người ủng hộ ông nhiều nhất khi còn sống là Victor Hugo. Ông có một sức sáng tạo phi thường, khả năng làm việc cao, thường chỉ ngủ một ngày khoảng 2 đến 3 tiếng, thời gian còn lại làm việc trên một gác xếp. Balzac là nhà văn sớm có ý thức về sự tái hiện cuộc đời một cách hoàn chỉnh ở đủ mọi góc cạnh của nó và được đặt trong hệ thống mà ông ví như một công trình kiến trúc của vũ trụ. Với tính chất vừa hệ thống vừa hoành tráng từ các tác phẩm của ông, vũ trụ ấy là cuộc đời, nhìn qua nhãn quang của ông tạo nên một thế giới kiểu Balzac, in rõ dấu ấn của cảm hứng vĩ mô. Vì vậy, vũ trụ trong tiểu thuyết của Balzac là một vũ trụ được sáng tạo hơn là được mô phỏng. Honoré de Balzac từng nói một câu nổi tiếng: ai cũng có thể làm thầy ta. Sự sâu sắc của ông trong những câu nói của ông ảnh hưởng sâu về cách sống của ông trong nghệ thuật thơ văn. Phê phán hay chất phủ định cao là khía cạnh được chú ý khi nói về tiểu thuyết Balzac. Qua sự nghiệp sáng tác của Balzac, cả một xã hội và con người dưới thể chế tư sản bị phơi bày với tất cả xấu xa tiêu cực. Cũng từ đây, những nỗi đau khổ, những tấn bi kịch xảy ra cho nhiều người ở nhiều hoàn cảnh trong một xã hội mà đồng tiền là chân lý. Vì sở trường của Balzac là việc miêu tả cái xấu, cái ác trong xã hội tư sản một cách thấu đáo và sắc sảo qua hệ thống ngôn từ và phong cách thích hợp. Và đây cũng chính là nguyên nhân gây ra mối ác cảm của giới phê bình đương thời đối với Balzac. Một số tác phẩm tiêu biểu của Balzac như Miếng Da Lừa, Lão Goliath, Bức Thăng Trầm của Kỹ Nữ và đặc biệt là bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn Trò Đời. Tấn Trò Đời là tập hợp loạt tiểu thuyết, truyện ngắn, kỳ ảo và tiểu luận được xuất bản từ năm 1829 đến năm 1850 của đại văn hào Honoré de Balzac. Tấn Trò Đời được xem là một trong những công trình bát ngát mênh mông nhất mà một con người dám đơn độc cấu tứ. Tấn Trò Đời gồm 137 tác phẩm, trong đó có 87 tác phẩm đã hoàn thiện, bao gồm tiểu thuyết, tiểu luận, khảo cứu. 49 tác phẩm còn bỏ ngỏ, trong đó có một số tác phẩm chỉ có tên tựa đề và một cuốn được gộp chung với các cuốn khác. 137 tác phẩm này được Balzac gộp lại vào năm 1842, chia thành 3 phần. Phần 1, khảo luận phong tục. Phần 2, khảo luận triết học. Phần 3, khảo luận phân tích. Những tác phẩm trong Tấn Trò Đời vừa gắn kết với nhau, vừa có thể tồn tại độc lập. Người ta có thể hiểu một tác phẩm mà không cần đọc các tác phẩm còn lại. Những câu chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ có nhân vật được lặp lại, xuất hiện nhiều lần. Ví dụ, trong chuyện này, nhân vật A có thể là nhân vật chính, nhưng trong chuyện khác, anh ta lại là nhân vật phụ, là một người có liên quan đến nhân vật chính. Balzac quan niệm xã hội là một chỉnh thể, tất cả các sự kiện đều tác động, ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau một cách hết sức chặt chẽ, như trong giới tự nhiên. Tất cả những đặc điểm ấy gây cho độc giả ấn tượng như đang sống trong một xã hội có thực. Tuy nhiên, những tác phẩm trong Tấn Trò Đời là một khối thống nhất vì tất cả cùng vẽ nên bức tranh xã hội Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Sau đây, Quỳnh Phương xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm truyện ngắn Khảo Luận Về Phụ Nữ, người dịch Lê Hồng Sâm, trích trong phần 1 Khảo Luận Về Phong Tục của bộ tiểu thuyết Tấn Trò Đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hầu tước phu nhân de Listomé là một thiếu phụ được giáo dục theo tinh thần thời Trung Hưng. Bà có nguyên tắc, bà ăn chay, bà xưng tội và bà trang điểm rất lộng lẫy đi dự vũ hội, đi xem hát ở rạp Buffon, rạp opera. Cha đạo cho phép bà dung hòa điều thiêng liêng và chuyện thế tục. Bao giờ cũng phải ghép với cả nhà thờ, với cả xã hội thượng lưu. Bà là hình ảnh của thời đại hiện nay, cái thời đại dường như lấy tiếng hợp pháp làm đề từ. Cách xử sự của nữ hầu tước vừa vặn đủ tín mộ để thành đạt được dưới chiều một tân phu nhân manh tơ nông có niềm kính tín u uất vào những ngày cuối đời
của vua Louis XIV và đủ xã giao lịch thiệp để theo dõi được phong tục ăn chơi tình tứ vào thuở ban đầu triều đại ấy, nếu như nó quay trở lại. Giờ đây, bà giữ Tiết Hạnh vì tính toán hay vì sở thích cũng nên. Kết hôn từ 7 năm nay với hầu tước de Listomé, một nghị sĩ đang chờ phong nguyên lão. Có lẽ bà cũng nghĩ là cách xử sự của bà phục vụ được tham vọng của gia đình. Một vài phụ nữ đợi đến lúc ông de Listomé thành nguyên lão nước Pháp để phán xét bà. Lúc đó, bà sẽ đến tuổi 36, đến cái giai đoạn của cuộc đời mà số đông phụ nữ nhận ra mình là nạn nhân bị luật lệ xã hội lừa bịp. Hầu tước là một người khá vô vị. Ông được triều đình ân sủng, đức tính của ông cũng vô thưởng vô phạt như khuyết tật. Đức tính chẳng thể làm ông lừng danh đạo cao đức trọng, cũng như khuyết tật chẳng khiến ông nổi bật vì tai tiếng xấu. Là nghị sĩ, ông không bao giờ phát biểu, nhưng ông biểu quyết chúng. Ông xử sự trong gia đình như ở nghị viện. Bởi thế, ông được coi là người chồng tốt nhất nước Pháp. Nếu như ông không có khả năng phấn khích, thì ông cũng không bao giờ quát tháo, trừ phi người ta bắt ông đợi lâu. Bạn bè gọi ông là thời tiết âm u. Quả là ở ông không có ánh sáng quá chói chang, cũng chẳng hoàn toàn tăm tối. Ông giống như mọi nội các đã từng kế tiếp nhau ở nước Pháp từ sau hiến chương. Một phụ nữ nguyên tắc không thể ra vào chỗ nào ưu việt hơn. Một người đàn bà đức hạnh lấy một người đàn ông không có khả năng làm chuyện dại dột, chẳng đã hay lắm rồi sao? Đã có những chàng phong lưu công tử dám sắc sược bóc nhẹ nhẹ bàn tay hầu tước phu nhân trong khi khiêu vũ với phu nhân. Họ chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ, và chàng nào cũng gặp phải nỗi thờ ơ đầy sỉ nhục, giống như lớp giá mùa xuân làm thui chột những mầm hy vọng tốt lành nhất. Các chàng đẹp trai, các chàng thông minh hóm hình, các chàng hợm mình khoe mẽ, những con người đa cảm cứ cầm chiếc can trống mà tự huyễn hoặc. Những người có dòng họ danh giá hoặc tên tuổi lẫy lừng, những kẻ có địa vị cao sang hay thấp bé, ở bên phu nhân tất cả đều thành thanh sạch. Phu nhân đã giành được quyền chuyện trò thường xuyên và kéo dài bao lâu tùy thích với những người bà coi là thông minh hóm hình, mà bà không hề bị thiên hạ gièm pha nói xấu. Một số phụ nữ đỏng đảnh có khả năng theo phương kế đó trong 7 năm, để về sau này sẽ thỏa mãn những sở thích ngông cuồng. Nhưng gán cho nữ hầu tước de Listomé cái ẩn ý ấy là vu khống phu nhân. Tôi đã có diễm phúc gặp vị hầu tước phu nhân ưu việt ấy. Phu nhân nói chuyện hay, tôi biết nghe, tôi được lòng phu nhân. Tôi đến dự các buổi dạ đàm của phu nhân. Cái đích của tham vọng nơi tôi là thế đó. Chẳng xấu mà cũng không xinh. Phu nhân de Listomé có hàm răng trắng, nước da lộng lẫy, môi rất đỏ. Phu nhân cao lớn, cân đối, có bàn chân nhỏ, mảnh rẻ. Và không chỉ bàn chân ra, khoe đôi mắt không hề lờ đờ như hầu hết mắt người Paris, mà ngời một ánh dịu dàng, trở nên huyền diệu nếu ngẫu nhiên phu nhân hứng khởi. Người ta đoán thấy một tâm hồn bên dưới hình hài mơ hồ không rõ rệt này. Nếu phu nhân thấy thích thú trong khi chuyện trò, phu nhân liền bộc lộ một duyên sắc ẩn dưới phong thái lạnh lùng do gìn giữ. Và lúc đó, phu nhân thật yêu kiều. Phu nhân không muốn được hâm mộ mà lại được hâm mộ. Bao giờ người ta cũng đạt được điều mà người ta không kiếm tìm. Câu này nhiều khi đúng quá, thành thử một ngày nào đó đến thành ngạn ngữ mất. Đó là ý nghĩa đạo đức của câu chuyện này. Câu chuyện mà tôi chẳng dám mạo muội kể ra, nếu như giờ đây nó không vang ầm khắp các thính phòng Paris. Cách đây khoảng một tháng, hầu tước phu nhân de Listomé có khiêu vũ với một chàng thanh niên, vừa khiêm tốn vừa vô tâm, có rất nhiều đức tính, mà chỉ phơi bày cho thiên hạ thấy toàn khuyết điểm. Anh say mê, xong lại chế nhạo sự say mê. Anh có tài, xong lại giấu tài. Anh ra vẻ uyên bác với các nhà quý tộc, và ra vẻ quý phái với các nhà bác học. Eugène de Rastignac là một chàng trai rất biết phải trái, đang thể nghiệm mọi sự và tựa như đang dò thử mọi người xem tương lai sẽ đem đến những gì. Trong khi đợi đến cái tuổi của tham vọng, anh coi thường tất cả. Anh độc đáo và có duyên, hai phẩm chất hiếm thấy, vì cái nọ loại trừ cái kia. Anh đã trò chuyện khoảng nửa giờ với nữ hầu tước de Listomé mà không hề có ý định làm mình được hâm mộ. Trong khi đưa đẩy diễn biến tùy hứng của cuộc đàm thoại, khởi đầu từ vở opera Guillaume Tell đi đến bổn phận của phụ nữ, anh đã nhiều lần nhìn hầu tước phu nhân với một vẻ khiến bà bối rối. Rồi anh rời phu nhân
và suốt buổi tối không nói với bà câu nào nữa. Anh khiêu vũ, chơi bài bạc các tê, thua ít tiền rồi về nhà ngủ. Tôi được vinh dự khẳng định với các bạn là tất cả đã diễn ra như thế. Tôi chẳng thêm chẳng bớt điều gì. Sáng hôm sau, Lách đi nhắc dậy muộn, nằm nán lại trên giường. Hắn là đang thả mình vào đôi ba niềm mơ mộng ban mai. Trong niềm mơ mộng ấy, một chàng trai thường luồn như một thiên tinh vào không ít những diềm màn bằng lụa, bằng cashmere hay vải bông. Những lúc ấy, cơ thể càng nặng nề vì ngáy ngủ bao nhiêu, tinh thần càng lẹ làng bấy nhiêu. Cuối cùng, Lách Tinh Nhắc ngồi dậy, không ngáp ngắn ngáp dài như nhiều kẻ vô giáo dục. Anh rung chuông gọi gã hầu phòng, sai pha trà, uống trà cực nhiều. Điều này những ai ưa dùng trà không lấy gì làm lạ. Nhưng để giải thích trường hợp này cho những người chỉ coi đó là vị thuốc bách bệnh, chữa chứng khó tiêu, tôi cần nói thêm là Özen đang viết. Anh ngồi thật thoải mái, hai chân thường đặt trên giá để củi, nhiều hơn là trong túi ủ chân. Ôi, đặt chân lên thanh sắt nhẵn nhụi, nối hai hình quái vật của lan can lò sưởi. Nghĩ đến tình huống khi ta vừa tỉnh giấc và đang mặc áo choàng trong nhà là điều thật êm dịu. Thành thử, tôi vô cùng tiếc hận mình không có tình nhân, chẳng có giá để củi, chẳng có áo choàng trong nhà. Khi nào tôi có đủ những thứ ấy, tôi sẽ không kể lại những điều mình quan sát. Tôi sẽ lợi dụng chúng. Bức thư đầu tiên, Özen viết, chỉ 15 phút là xong. Anh gập thư, đóng dấu lên phong bì, rồi để trước mặt, không để địa chỉ. Bức thứ hai, bắt đầu lúc 11 giờ, mãi 12 giờ mới xong. 4 trang kín đặc. Người đàn bà này cứ lờn vờn mãi trong đầu óc ta. Anh vừa nói, vừa gập bức thư thứ hai lại, để trước mặt, định bụng sẽ để địa chỉ sau khi chấm dứt niềm mơ mộng bất tự giác. Anh khép hai vạt áo choàng thêu hoa lá, gác chân lên ghế đầu, luồn tay vào túi chiếc quần cashmere màu đỏ, rồi ngả lưng trong chiếc ghế dựa êm ái có nệm. Mặt ghế và lưng ghế tạo thành góc 120 độ rất thoải mái. Anh không uống trà nữa và ngồi im lặng, mắt đăm đăm ngó bàn tay mạ vàng ở đầu cán rèn gạt than. Nhìn mà chẳng thấy tay, chẳng thấy rèn, chẳng thấy vàng mạ. Anh cũng không cười lừa nữa. Thật là một lỗi lầm to lớn. Nghịch lừa trong khi nghĩ đến phụ nữ chẳng là một lạc thú sâu sắc hay sao? Tư tưởng của ta gán lời lẽ cho những lưỡi lừa nhỏ xanh xanh thốt nhiên bừng lên và lách tách nhỏ to trong lò. Ta đoán định ngôn ngữ mạnh mẽ và đột ngột của một hòn buốc ghi nhông. Ta hãy dừng lại ở cái tiếng này và đưa ra cho những ai không biết lời giải thích của một nhà từ nguyên học siêu Việt muốn ẩn danh. Buốc ghi nhông là cái tên dân dã và tượng trưng từ triều vua Sắc Lơ VI, được đặt cho những tiếng nổ giòn làm bắn lên thảm hay lên áo một hòn than nhỏ, đôi khi gây cháy. Người ta bảo rằng lửa làm thoát ra một bọt khí do sâu đục thân cây để lại trong ruột gỗ. Under Amor, Under Bugadit. Người ta run lên khi nhìn thấy rơi ào ào những hòn than mình đã cố gắng thật khéo giữa hai thanh củi cháy rừng rực. Ôi, cười lửa khi đang yêu chẳng phải là hủy tư duy của mình một cách vật chất đó sao? Đúng lúc ấy, tôi vào nhà Özen. Anh giật thót mình và bảo, à, Oleg thân mến, cậu đấy ư? Cậu đến từ bao giờ thế? Mình vừa tới. Thế à? Anh cầm hai bức thư để địa chỉ và rung chuông gọi gia nhân. Cầm những thư này lên phố. Và Joseph ra đi, chẳng bày tỏ ý kiến gì. Một gia nhân tuyệt vời. Chúng tôi trò chuyện về việc xuất quân đi More. Tôi muốn được sử dụng với tư cách thầy thuốc. Özen nhắc nhở tôi là rời Paris, tôi sẽ thiệt thòi nhiều. Rồi chúng tôi nói những chuyện linh tinh khác. Tôi nghĩ mọi người chẳng quan trách tôi đã được bỏ cuộc trò chuyện ấy. Khi nữ hầu tước Litome tỉnh giấc khoảng 2 giờ chiều, cô hầu phòng Caroline đưa vào một bức thư. Bà đọc thư trong lúc để Caroline chải tóc, điều dại dột mà rất nhiều phụ nữ mắc phải. Hỡi nàng tiên yêu dấu, nguồn sống và nguồn hạnh phúc. Đọc thấy những lời này, nữ hầu tước định quăng bức thư vào lửa. Nhưng trong óc bà bỗng nảy ra một ý riêng mà người phụ nữ đức hạnh nào cũng hiểu rất rõ, là xem người đàn ông bắt đầu viết bức thư như thế liệu sẽ kết thúc ra sao. Bà đọc, khi lật xong trang thứ tư, bà buông thõng hai cánh tay như người mệt mỏi. Caroline, hỏi xem người nào đưa bức thư này đến nhà ta. Thưa phu nhân, em nhận thư từ gã hầu phòng của nam tước Đờ Đắc Ti nhé. Im lặng giây lát, Caroline hỏi, phu nhân có vận y phục không ạ? Không.
y sức dục thực đấy, nữ hầu tước ngẫm nghĩ. Xin tất cả các bà các cô tự tưởng tượng lấy những điều bình luận. Phu nhân de Listomé kết thúc sự bình luận của bà bằng ý định rạch ròi cấm cửa ông Eugène, và nếu như gặp ông ta ở nơi giao tế, phu nhân sẽ không chỉ tỏ ra khinh miệt mà thôi đâu, vì sự láo xược của ông ta chẳng thể so sánh với bất kỳ sự láo xược nào đã từng được phu nhân tha thứ. Thoạt tiên, phu nhân định giữ lại bức thư, nhưng suy đi nghĩ lại, bà đốt nó. Caroline nói với bà già hầu việc nặng. Phu nhân vừa nhận được một bức thư tỏ tình ra trò, thế mà phu nhân đọc đấy. Bà già hết sức ngạc nhiên đáp, tôi chẳng bao giờ nghĩ phu nhân lại làm như thế. Buổi tối, nữ hầu tước đến nhà hầu tước de Beauséant, chắc lắc thi nhắc phải có mặt ở đó. Hôm ấy là thứ bảy, hầu tước de Beauséant có họ xa với de Rastignac, chàng trai trẻ đó không thể không đến trong buổi dạ đàm. Cho đến 2 giờ sáng, phu nhân de Listomé nán lại, chỉ cốt ra mặt lạnh nhạt với Rastignac đã uổng công chờ anh. Một người tài trí, Stendhal đã có ý tưởng lạ lùng, đặt cái tên kết tinh cho công việc mà tư duy của nữ hầu tước tiến hành trước, trong và sau buổi tối ấy. 4 ngày sau, Eugène mắng mỏ gã hầu phòng. Thế đấy, Joseph, ta buộc lòng phải đuổi My mất thôi. Thưa ông, sao kìa? My chỉ làm giặt những chuyện ngu ngốc. My đã đem đi đâu 2 bức thư ta giao cho My hôm thứ sáu? Joseph thần người ra, gã đứng sững, y như pho tượng ở cổng nhà thờ, dồn hết tâm lực vào việc nghĩ ngợi. Đột nhiên, gã mỉm cười ngốc nghếch mà bảo. Thưa ông, một thư gửi hầu tước phu nhân de Listomé, phố Saint Dominique, còn thư kia gửi viên đại tụng của ông. Điều My nói có chắc không? Joseph ngần người. Tôi thấy rõ mình phải can thiệp. Tình cờ làm sao, lúc ấy tôi lại cũng có mặt. Tôi bảo, Joseph nói đúng đấy. Eugène quay lại nhìn tôi. Mình có nhìn các địa chỉ, hết sức vô tình thôi. Và Eugène ngắt lời tôi. Và một trong 2 bức thư không phải gửi cho phu nhân de Nucingen ư? Không, thề có quỷ tha mà bắt. Cho nên, anh bạn thân mến ơi, tôi cứ tưởng lòng anh đã xoay chiều từ phố Saint Lada sang phố Saint Dominique. Eugène lấy tay vỗ vào trán, mỉm cười. Joseph thấy rõ lỗi không ở gã. Bây giờ, xin nêu những ý nghĩa đạo đức mà tất cả các chàng trai cần suy nghĩ. Lỗi lầm thứ nhất, Eugène nghĩ rằng làm cho phu nhân de Listomé cười vui, chuyện nhầm lẫn, khiến phu nhân có bức thư tình không phải dành cho phu nhân là điều thú vị. Lỗi lầm thứ hai, mãi 4 ngày sau khi chuyện xảy ra, anh mới đến nhà phu nhân de Listomé. Thành thử, anh để cho ý nghĩ của một thiếu phụ đức hạnh kết tinh. Còn khoảng một chục lỗi lầm nữa không nên nói ra, để dành cho các bà cái thú diễn dịch một cách thật uyên thâm với những kẻ không đoán hiểu được. Eugène đến cổng nhà nữ hầu tước, nhưng khi anh định bước vào, người gác cổng ngăn lại, bảo là hầu tước phu nhân đi vắng. Anh vừa trở lên xe thì hầu tước về. Vào đây chứ Eugène, vợ mình có nhà đấy. Ồ, các bạn hãy thứ lỗi cho hầu tước. Một ông chồng dù tốt đến mấy vẫn khó toàn thiện toàn mỹ. Bước lên cầu thang, Lắc Tinh Nhắc bấy giờ mới nhận ra 10 lỗi lầm về luận lý học giao tế mà cuốn sách đẹp đời anh đoạn này mắc phải. Khi phu nhân de Listomé thấy chồng bước vào cùng Eugène, bà đỏ mặt lên không kìm nổi. Nam tước để ý thấy sắc đỏ đột ngột này. Nếu như người đàn ông khiêm tốn nhất vẫn giữ một chút tự phụ không bao giờ bỏ được, cũng như phụ nữ không sao xa rời tính làm đồng định mệnh, thì ai chê trách được Eugène khi anh tự nhủ thầm. Sao? Cả cái pháo đài này nữ. Và anh làm điệu làm bộ, khoe chiếc cà vạt. Mặc dù các chàng trai trẻ không biền lận lắm, song anh nào cũng muốn thêm một gương mặt nữa vào bộ sưu tập huân chương của mình. Ông de Listomé vừa lấy tạp chí nước Pháp, thấy ở góc lò sưởi, rồi đến bên cửa sổ để nhờ sự hỗ trợ của nhà báo, kiếm cho ra một ý kiến riêng về tình hình nước Pháp. Một phụ nữ, cho là người vẫn làm bộ đoan trang nghiêm cẩn, không bao giờ bối rối lâu, ngay cả trong tình thế khó xử nhất. Dường như lúc nào trong tay họ cũng sẵn có chiếc lá nho mà bà tổ Ever đã ban cho. Bởi thế, khi Eugène lý giải việc cấm cửa theo cách có lợi cho thói hậm hĩnh của mình và cúi chào phu nhân de Listomé với vẻ khá thung dung, bà biết che giấu tất cả những gì bà nghĩ dưới nụ cười phụ nữ còn khó giỏ hơn lời lẽ của vua chúa. Thưa phu nhân khó ở chăng? Phu nhân đã dặn không cho ai vào.
Không, thưa ông. Chắc phu nhân sắp đi đâu? Cũng không. Phu nhân đợi ai chăng? Chẳng đợi ai hết. Nếu việc tôi đến chơi là bất nhã, xin phu nhân trách cứ hầu tước. Tôi đang tuân thủ lệnh cấm bí ẩn của phu nhân, thì hầu tước đích thân dẫn tôi vào thánh đường. Ông Đờ Litome không biết chuyện riêng của tôi. Có một số điều cho chồng biết không phải là khôn ngoan lắm. Giọng điệu cương quyết và ngọt ngào khi nói những lời này và cái nhìn uy nghiêm của nữ hầu tước cho Rastignac thấy rõ anh đã quá vội vàng làm điệu lạc bộ khoe cà vạt. Anh cười bảo, thưa phu nhân, tôi hiểu phu nhân, vậy tôi phải mừng gấp hai lần là đã gặp hầu tước. Ông cho tôi có dịp thưa với phu nhân một lời thanh minh đầy nguy hiểm nếu như phu nhân không là hiện thân của lòng nhân hậu. Nữ hầu tước nhìn nam tước với vẻ khá ngạc nhiên, nhưng bà trả lời một cách đường hoàng. Thưa ông, về phía ông, im lặng chính là cách tạ lỗi hay hơn cả. Còn về phần tôi xin hứa sẽ quên hẳn mọi sự tha thứ mà ông chẳng mấy xứng đáng. Eugene vội bảo ngay, thưa phu nhân, không cần phải tha thứ khi không có điều xúc phạm. Anh hạ thấp giọng nói thêm, bức thư phu nhân nhận được và phu nhân hẳn cho là hết sức vô lễ, không phải gửi cho phu nhân. Nữ hầu tước không nên được nụ cười mỉm. Bà muốn rằng mình bị xúc phạm. Sao lại nói dối nhỉ? Bà bảo tiếp với dáng vui vẻ đầy khinh miệt, nhưng giọng nói lại khá dịu dàng. Giờ đây sau khi đã mắng mỏ ông rồi, tôi sẵn lòng cười một mưu kế, chẳng phải không danh ma. Tôi biết có những người đàn bà tội nghiệp khéo lại mắc mưu. Họ sẽ bảo, lạy chúa, ông ta yêu tha thiết thế đấy. Nữ hầu tước cười gượng và ra vẻ độ lượng nói thêm, nếu chúng ta còn muốn bạn bè với nhau thì xin đừng nói đến chuyện nhầm lẫn. Trong chuyện đó tôi không thể là người bị nhầm. Eugene vội đáp ngay, thưa phu nhân, tôi xin lấy danh dự mà nói rằng phu nhân bị nhầm nhiều hơn là phu nhân tưởng. Nhưng các vị đang nói chuyện gì vậy? Ông De Litome hỏi. Ông đã lắng nghe được một lát mà không hiểu nổi cuộc đàm thoại tối nghĩa. Nữ hầu tước trả lời, ồ, chẳng có gì lý thú đối với mình đâu. Ông De Litome thản nhiên đọc tiếp tờ báo và nói, à, bà Đờ móc sốt mất rồi. Tội nghiệp ông anh mình, chắc anh ấy đang ở Klosterburg. Nữ hầu tước quay lại bảo Eugene, thưa ông có biết là ông vừa nói một điều sắc sược hay không? Anh trả lời thật ngốc nghếch, nếu như tôi không được biết những nguyên tắc nghiêm ngặt của phu nhân, tôi sẽ tưởng phu nhân định hoặc gán cho tôi những ý nghĩ mà tôi xin thưa là không phải, hoặc khai thác điều bí mật của tôi. Cũng có lẽ phu nhân muốn trêu tôi nữa. Nữ hầu tước mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Eugene bực mình. Anh nói, sao phu nhân cứ tin mãi vào một điều thất lễ mà tôi không hề phạm phải? Và tôi thiết tha mong sự tình cờ đừng run rủi cho phu nhân phát hiện ra con người đáng lẽ phải đọc bức thư ấy. Sao cơ? Vẫn cứ gửi cho bà De Nuisingen ư? Phu nhân De Litome thốt lên. Bà tò mò muốn khám phá một bí mật hơn là muốn trả lời châm chọc của chàng trai. Eugene đỏ mặt lên, cần phải trên 25 tuổi mới không đỏ mặt khi bị chê trách sự trung tình ngu xuẩn mà đàn bà thường chế nhạo để mọi người khỏi thấy là họ vô cùng ganh ghét. Tuy nhiên, anh vẫn nói khá bình tĩnh. Sao lại không, thưa phu nhân? Đó là những lỗi lầm của người ta mắc phải ở tuổi 25. Lời bộc lộ này khiến phu nhân De Litome bị chấn động mạnh. Nhưng Eugene còn chưa biết phân tích một gương mặt phụ nữ khi mình nhìn vội hoặc nhìn nghiêng. Chỉ có đôi môi của nữ hầu tước là tái đi. Phu nhân De Litome rung chuông, gọi người hầu đem củi. Như vậy là buộc Rastignac phải đứng dậy cáo từ. Bà giữ Eugene lại với vẻ lạnh nhạt. Nếu sự thể như vậy thì thưa ông khó giải thích nổi cho tôi vì sự tình cờ nào mà tên tôi lại được ngòi bút ông viết ra. Địa chỉ để trên thư không phải như chiếc mũ của người bên cạnh mà ta có thể đạm chí cầm nhầm sau buổi khiêu vũ. Eugene ngớ người, nhìn nữ hầu tước với vẻ vừa xuẩn vừa tự phụ. Anh cảm thấy mình lố bịch, đành đúng búng một câu ngây ngô rồi ra về. Vài ngày sau, nữ hầu tước có được chứng cớ rõ ràng là Eugene nói thật. Đã 16 hôm rồi, bà không lui tới giới xã giao. Hầu tước trả lời tất cả những ai hỏi lý do sự thay đổi ấy. Nhà tôi bị viêm dạ dày. Tôi là người trông nom sức khỏe cho nữ hầu tước và hiểu rõ điều bí mật của phu nhân. Tôi biết là phu nhân chỉ bị một cơn thần kinh nhẹ. Phu nhân viêm vào đó để ở nhà.